Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình làm cái video quay cảnh mọi người cho thủy ăn ở trên núi Thủy Vì Bà ở Vũng Tàu nha các bạn. Quăng lên. Quăng lên. Phải quăng chúng nó mới được, quá tay nó không chụp được đâu. Chúng nó nha. Rồi đấy. Tối về nhà mở YouTube coi ha. Đây là người YouTube mở kênh núi Thủy V3. Mở kênh núi Thủy V3. V3 tại đường này đường V3. V3 nghe nhớ chưa? Nếu tối về mở ra kênh YouTube V3 là mình núi Thủy. Núi Thủy V3. Ok. Dạ đúng rồi, trên đó có cái chùa nữa. Vô tới tới trong cổng chùa luôn, vô tới sân chùa luôn. Mình ở đâu con nhỉ? Dạ Tiền Giang. Ở Tiền Giang. Rồi vô đó, cứ nép vô xe. Nóng sao đâu? Đây đây là con nè. Là con. Đó. À, con chen xuống nè. Đó. Con nè. Hai con luôn rồi đó. Mẹ có đi chụp hộp mà chứ không phải là mẹ. Mình đưa xích tới chút, mẹ đưa sao nha. Nó vỗ không tới. Con. Gác ở trên đó, nó bò xuống nó lấy à. Không,
đó, rồi nó thấy rồi đó, đó nó bò xuống lấy rồi, đó, đó thấy không? Gia đình của cô này ở Tiền Giang nha các bạn, lên đây chơi, xuống Vũng Tàu chơi, núi khỉ V3. Vì con đường này là con đường tên là con đường V3 mà nó nằm ở trên núi, cho nên mình đặt cái kênh của mình là núi khỉ V3. Đó, đây khỉ nhiều lắm, mấy chục con, mà tụi này nó hiền lắm, mấy con khỉ này nó hiền lắm, cho nên mọi người lên đây chơi an tâm thoải mái vui lắm. Đây các bạn, đó các bạn nhìn nè, đó ta lên đi chơi đông lắm. Cô. Kênh cho mình cảm ơn. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Xin chào.